Dạ vâng, hello, xin chào anh em nha. Chào anh em đã quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay nhé. Thì em chuyên các dòng MacBook giá rẻ loanh quanh dưới tầm 15 đến 5 triệu. Nói chung là 5 đến 15 triệu và các dòng tầm có độ 20-30 triệu thì em cũng có mọi người nhé. M Pro, M1, M2 thì mọi người cần máy nào thì mọi người alo cho em mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ báo giá cụ thể cho mọi người vài cây em mới về luôn. Hàng rất là đẹp nhé. Pro 2015, 15 inch, 13 inch full box này, cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, mấy cây này rất là ok, rất là đẹp luôn này. MacBook Air này, Pro 15 inch, 16 inch này, cũng mới về luôn, rất là ok, rất là đẹp cho mọi người. Thì em sẽ lên video báo giá cho mọi người cụ thể mọi người nhé. À, còn video test thì có lẽ là em sẽ quay sau. Đấy, con này là MacBook Air 2018 bản bay mọi người này. Em sẽ cho mọi người xem này, MacBook Air 2018 bản bay nhá, ngoại hình các kiểu rất ok, rất là đẹp này. À, không có cần móp hay chảy xước gì đâu nhá. Này. Đấy. À, con này thì nó là màu bạc mọi người nhá, mặt A không có chân cần móp hay chảy xước gì cả. Có hai cổng Type-C ở đây. Máy này thì em báo giá thì là có sạc rồi mọi người nhá. Báo giá thì có sạc rồi và có một cái túi chống sốc cho mọi người rồi nhá. Đấy, con này MacBook Air 2018 thì nó cũng không 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 có ai đâu. Bản bay thì nó không không có cấn móc, không có chảy xước gì cả nhá. Đấy, rất là ok, rất là hợp lý rồi. Máy mới về nó đang dính đây mọi người này. Đấy. Phím của nó thì là phím GA, em chưa có thay phím mọi người nhá. Móc E 2018 thì con này thì móc E 2018 thì là có bảo mật vân tay rồi này. Đấy. À, em chưa có thay bàn phím đâu, thay bàn phím US qua thì nó nhìn nó sẽ đẹp hơn mọi người nhé. Đây ví dụ như nếu mà thay qua thì nó nhìn nó sẽ như thế này mọi người này. Thay qua thì nó sẽ thành ra như thế này nhá. Đấy, còn chưa thay thì phím zin của nó thì là như thế này. Để em kiểm tra con này cấu hình như nào nhá, để em báo giá luôn. Hôm nay thì em cũng chưa test, chưa làm video test máy đâu, em chỉ làm video báo giá cho mọi người thôi mọi người nhé. Video báo giá cho mọi người trước đã rồi à, lúc nào test sau vậy. Nào, con này là MacBook Air 2018 này. Đấy, bộ xử lý của con này là i5 nói loại tứ này, đấy RAM 8 GB. Để em chuyển ra tiếng Việt. À, con này thì là MacBook Air 2018 bản i5 RAM 8 ổ SSD là 128 GB các bác nhá. Ổ SSD của nó là 128 GB giúp em nhé. Đó. À, máy thì là rất ok rồi. Màu con nào lấy thì bắt đầu lấy thì em để cho mọi người giá là 7 triệu rưỡi con này nhá. Máy rất là đẹp. Đấy. i5 RAM 8 ổ SSD là 128 GB, giá 7 triệu rưỡi. À, tiếp theo lên cho mọi người một con MacBook Pro 2017 nhá. i5 RAM 8 ổ SSD của nó là 256 GB nhá. Đó. À, ngoại hình của máy đây rất là ok luôn này. Đấy, con này em đang không biết là RAM 8 hay RAM 16, để em tẹo em xem kiểm tra lại rồi em sẽ báo giá cho mọi người. Chỉ biết nó là ở bản 256 GB thôi, MacBook Pro 2017 bản không tớt 3 nhá. Đấy, ngoại hình cái kiểu gì rất là ok, rất là đẹp luôn. Đấy, cái này thì em cũng chưa có thay được. MacBook Pro 2017 thì nó không có bảo mật vân tay đâu mọi người nhá. Pro 2017 thì con này pin yếu mất rồi. Đấy, con này pin yếu mất rồi thì em sẽ phải cắm sạc vào đã. Có gì thì em sẽ báo giá sau nhé. Rồi, em tiếp theo lên cho mọi người một con nữa nhé. MacBook Pro 2020 chip i7 RAM 16 ổ SSD của nó là 512 GB nhé. Ngoại hình thì rất là đẹp. Đấy, MacBook Pro 2020 màu gray i7 16 512, giá là 13 triệu 8 cây này mọi người nhá. 13 triệu 8 MacBook Pro 2020. Đấy. Thì hôm nay máy này em vừa bóc thôi nên em sẽ báo giá cho mọi người luôn. À, nó đều là bản 4 cổng mọi người nhá. Thì nói chung là MacBook Pro 2020 này thì rất là đẹp, còn là MacBook Pro 2017 kia thì để em sạc một tí vào đã. Nói chung là nếu mà i5 RAM 8 ổ 256 thì nó rơi vào tầm có độ
triệu 3 và triệu 4. Còn i5 RAM 16 ổ SSD 256 GB thì nó rơi vào tầm 7 triệu 6, 7 triệu 7 tùy theo chất lượng nhé, 7 triệu 7, 7 triệu 8. Đấy, tiếp theo một con nữa nhé, cũng vẫn là giá 13 triệu 8 này, MacBook Pro 2020 i7 nhé, i7 16 SSD là 512 GB. Đấy, 13 triệu 8 cho bác nào nhanh tay này. Một cây màu bạc, một bao cây màu gray nhá. Ngoại hình thì đều rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy, ngoại hình đều rất là đẹp, MacBook Pro 2020. Con này mặt sau thì nó có xước một ít này. Hai cây thì đều hoạt động bình thường nhá. Máy con này máy US này. Con này máy US này. Đấy, con này máy US, còn con màu đen để em xem con màu đen là máy Nhật hay máy US nhá. Máy US thì nó sẽ đắt hơn. À, con màu đen là máy Nhật mọi người nhé, con màu đen là máy Nhật thì là 13 triệu 8, còn con này máy US thì là 14 triệu cho em nhé. Vào lấy thì em để cho mọi người 14 triệu bảo mật vân tay các kiểu các thứ đầy đủ không lỗi nhé. Màu silver 14 triệu, i5 RAM 16 ổ SSD của i7 RAM 16 ổ SSD của nó là 512 GB, máy vừa mới nhập về luôn, chất lượng các kiểu rất là tốt. Đấy, bắt đầu lấy mọi người nhắn tin qua cho em. Nó đang bụi quá, em phải lau qua đi có nhỡ đâu nó. Lúc mình đóng lại nó hỏng màn hình. Đó. Giá cây này 14 triệu này. Bác nào lấy thì alo em nhá. MacBook Pro 2020. Cái dòng này dùng rất là bền mọi người nhá. Pro 2020 i7 16512 này. Cấu hình vừa mạnh. Dùng rất là bền. Mọi người cài Win xong xong thì cực kỳ chất luôn, giá thì nó gọi là bây giờ trong tầm giá thì để mà có con nào địch lại được bọn này thì cũng khó mọi người ạ. Trong tầm giá con này thì nó cực kỳ bá đạo luôn rồi. Tiếp theo một con bản 15 inch nhá, bản 15 inch MacBook Pro 2019 này. Đấy, cái con này thì mọi người các bác lấy về mọi người làm việc các công việc nặng nhiều là làm chỉnh sửa video đồ họa thì mọi người lấy con này cho nó mạnh này, còn tại vì con này nó có cả RAID 4 GB nhá. Con này chip i9 nhá. Đấy, MacBook Pro 2019 15 inch chip i9 ổ RAM 16 GB, ổ SSD là 512 GB. Cái này là dính một ít keo đi mọi người này. Cái này dính một ít keo thì em sẽ lau đi là sẽ hết, mai em sẽ lau đi. Ngoài thì đều rất là đẹp luôn này. Đấy. Bác nào lấy thì nhắn em nhá. Đây. Bản 15 inch thì màn của nó đẹp hơn mọi người nhá. Đây, màn cực kỳ đẹp luôn. i9 16512. Đấy, bác nào lấy này bảo em nhé, giá con này là 14 triệu này. MacBook Pro 2015 19 nhé, 15 inch. Tiếp theo lên mọi người con này nó là hàng siêu phẩm rồi, MacBook Pro 2015. MacBook Pro 2015 mà đầy đủ hết cả dây lôi sạc này. Thầy hướng dẫn sử dụng đầy đủ hết luôn mọi người nhá. Đây. Đến cái siêu máy cũng còn luôn này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái siêu máy cũng còn luôn. Pro 2015 i5 RAM 8 ổ 256 nhá. Giá 5 triệu 6 mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn. À quên, con này giá 5 triệu 8 cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Ngoại hình nét căng sờ beng luôn mọi người nhìn này. Pin biết kiểu cực kỳ trâu. Đấy, ngoại hình con này như mới luôn. 2015 nhưng mà ngoại hình như mới luôn, full box luôn nhá. Cái bóc này mọi người nhớ là trùng vỏ trùng sạc cho em luôn nhé. Đấy, ngoài như mới luôn, full bóc cực kỳ đẹp. Bác nào lấy thì báo em nhé, có cả còn cả siêu luôn mà, vì mọi người bóc siêu thoải mái luôn, vì mọi người bóc siêu thoải mái luôn nhé. Đấy, cực kỳ đẹp. Giá con này em để cho mọi người 5 triệu 8 nhé, một con duy nhất. Tìm chắc phải tầm bao nhiêu năm bán hàng mới được một con đời 2015 nó đẹp đến mức như này mọi người nhá. Gọi là nét căng như mới, nó không một vết chảy luôn nhá. Đấy, full hộp luôn mà. Tiếp theo lên một con 15 inch nhá, cho bác nào đam mê máy 15 inch nhá. 15 inch cái con này cực kỳ đáng sử dụng, tại vì cái con 15 inch nhá, 2015 này em được quá nhiều người hỏi luôn mọi người này. Đấy, 15 inch 2015 đây, con này cũng vẫn đầy đủ hết cả dây lối sạc các bác nhá. Cả dây nối sạc luôn, thoải mái dài để cho mọi người sử dụng. Ngoại hình cũng cực kỳ đẹp luôn này. MacBook Pro 2015 15 inch nhá. i5 RAM
i7 RAM 16 SSD của nó là 512 GB, giá mọi người lấy thì để cho mọi người với giá là 6 triệu 8 nhé, 6 triệu 8 nhé. Đấy, bản 15 inch i7 16512, cực kỳ đẹp, full box luôn nhé. Đấy, mọi người nhìn này, ngoại hình trước sau rất là ok luôn nhé, táo phát sáng. Cái dòng này thì nó đầy đủ cổng kết nối thì các bác rất là thích rồi, rất là thích rồi, tại vì nên đời sau thì nó không có cổng kết nối nữa đâu, nên đời sau thì nó chỉ có ấy thôi, nên đời sau thì nó chỉ có chân tai si thôi, còn cái đời 2015 này thì nó đầy đủ hết các cổng kết nối luôn. Em sẽ mở máy lên và check thử cho mọi người xem thử em nó là cấu hình như nào nhá. Đấy, em sẽ mở lên đã, tại vì máy mới về nên là cũng chưa kiểm tra được hết đâu. Mọi người cần thì mọi người cứ bảo em sẽ quay video check cho mọi người nhé. Cái dòng 15 inch 2015 này nó rất là mượt luôn. Đây này, i7 nội tứ RAM 16 GB này. Nó sẽ mượt hơn bản 2017 luôn mọi người nhá, mượt hơn 2017 13 inch luôn. Đấy, à, con này ổ SSD của nó 256 GB thôi nhá. Đấy, vẫn là 6 triệu 8 thôi, còn 512 thì nó sẽ đắt hơn. Đây này. Đấy. 2015 15 inch, i5 RAM 8 ổ SSD. À, i7 RAM 16 ổ SSD là 256 GB full box, giá là 6 triệu 8 một cây nhá. 6 triệu 8 các bác nhá. À, em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây mọi người nhá. Bác nào lấy máy nào thì mọi người nhắn nha. Đây là mấy máy mới về thôi, còn máy ở nhà thì em vẫn còn nhiều nhiều máy khác nữa cơ. Đấy. Còn nhiều máy khác nữa cơ, mọi người lấy thì mọi người báo em. 6 triệu 8 cực kỳ đẹp luôn mọi người nha, MacBook 2015 nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn nha. Đấy, bắt đầu lấy thì alo em. Rồi em xin phép các bạn là sẽ kết thúc video ở đây nhá. Em sẽ có video đánh giá từng máy sau. Thì em sẽ lên trong đợt tới này thì em sẽ lên dần dần, em sẽ lên hết.